những người Belarus cũng đi trên chuyến tàu Titanic ra đại dương. Trung tâm lưu trữ lịch sử quốc gia Belarus. Tại đây, lưu trữ hàng loạt tài liệu về những người nhập cư và di dân. Và trong toàn bộ danh sách của chúng ta, chỉ có thông tin về một phụ nữ có họ Kantor, nhưng không có phụ nữ có tên là Yelena nào trên tàu Titanic. Mà có một Kantor nữa. Việc dịch không đúng tên trên vé đã gây hiểu lầm đáng tiếc. Tên phụ nữ lại bị ghi thành tên nam giới. Thực sự, trên tàu Titanic cũng có một phụ nữ tên là Kantor, nhưng người ta gọi bà bằng tên khác, Miriam. Cuối cùng cũng rõ là Isao và Miriam Kantor là một cặp vợ chồng. Họ sống cách Minsk không xa. Họ đi trên chuyến tàu Titanic tới Canada và Isao đã qua đời. Vợ anh, Miriam trở lại quê hương. Chúng tôi liên hệ sang Canada. Tại đây có cộng đồng người Nga di cư lớn nhất. Hiện tượng về việc di dân là có. Nhiều người kêu gọi họ hàng của mình ra đi, nhưng rất tiếc rằng chúng tôi không nhận được thông tin về các hành khách trên tàu Titanic. Và còn một sự kiện nữa giải thích về việc nhiều người không có tên trong danh sách hành khách. Vào mùa xuân năm 1912, tại Anh, một số tàu chở than bị bắt giữ. Một số chuyến tàu dự kiến sẽ đi trên Đại Tây Dương bị hủy. Và hành khách của các chuyến tàu này đổ lên tàu Titanic và không thể kịp đăng ký lại cho tất cả mọi người. Trong số những hành khách đó có những người Nga. Và có lẽ cũng do nguyên nhân này mà trong danh sách hành khách cũng có tên của Kuchiev, một công dân Nga. Vết tích của ông tình cờ được phát hiện ở nơi rất gần, ngay tại Moscow. Cha tôi, Kuchiev Mosakan Bibaevich, tên tiếng Nga là Mikhail Ivanovich, vào năm 1912 đã di cư sang châu Mỹ làm thuê và đã lên chiếc tàu Titanic. Anna Mikhailovna từ lâu sống cùng với gia đình con gái India tại Moscow. Bà gốc vùng Kharkov. Tại đó, câu chuyện của cha bà từ lâu đã trở thành huyền thoại. Vladikavkaz, cách Kharkov 100 km. Từ Ossetia, Kharkov là vùng ven rừng. Một công dân đáng kính của thành phố đã định cư tại đây, Kuchiev. Mikhail Kuchiev theo tiếng Ossetia là Mosakan. Ở đây người ta gọi ông là Mosak. Đây là Mosak. Bên cạnh là anh ruột ông. Ông là một con người không đơn giản. Hãy nhìn vào gương mặt của ông. Ông đã được trao huân chương chữ thập Chok. Huân chương chữ thập Chok ông nhận được sau này khi tham gia quân đội trong đại chiến thế giới lần thứ nhất tại sư đoàn Kazakh. Và khi cuộc sống đã yên bình, Mosakan mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi được cha cho biết về việc ông tôi, Mosak, đã đi trên tàu Titanic. Đó là sự thực. Đầu xuân năm 1912, chàng trai 19 tuổi người Ossetia sang châu Mỹ để kiếm tiền mua nhà và cưới vợ. Mua nhà và người vợ chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông. Mua nhà, người vợ và những đứa con. Cách Kharkov không xa là Rochaketava, theo huyền thoại vùng Ossetia. Nơi này được đặt theo tên chàng trai Ketov, người đã đánh đuổi kẻ thù. Người dân lân cận cho rằng nơi đây là một nơi linh thiêng. Các chàng trai đều đến đây xin các đấng tối cao phù hộ trong các trận đánh hay các chuyến đi.
Khrushchev Mirzakhan không thể thoát nạn trong chuyến đi đó nếu như không tới nơi này và xin các đấng tối cao phù hộ. Mikhail Kuchev, quê người gốc làng Kakaron, dễ dàng nhận ra giữa đám đông hành khách của tàu Titanic. Khi đó trời lạnh, ông tôi đội một chiếc mũ lớn kiểu Kapkaz, mặc một chiếc áo choàng rộng. Ông được phụ nữ kính trọng như những người đàn ông Kapkaz khác. Khi ông trở về nhà, không phải một mình, mà là hai mình. Nếu như người ta khó quên Mikhail Kuchev vì ông nổi bật giữa đám đông hành khách của tàu Titanic, thì người ta lại ít chú ý tới một người đàn ông trung niên khiêm tốn. Trong khi đó, ông lại là một nhân vật quan trọng. Đó là Mikhail Mikhailovich Zadovsky, thủ quỹ chính của con tàu. Dấu vết của ông được tìm thấy tại Nizhny Novgorod. Chúng tôi được biết rằng thủ quỹ của con tàu Titanic là đồng hương của chúng ta, Mikhail Zadovsky. Nếu ai biết thông tin chi tiết về cuộc sống của người đồng hương của chúng ta, xin hãy liên hệ với tòa soạn của chúng tôi theo số điện thoại. Do thành tích chiến đấu anh dũng trong chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, Mikhail Zadovsky được phong huân chương Thánh Anna Đệ Tam cấp 4, huân chương Anna Đệ Tam cấp 3 với kiếm và cung, huân chương Thánh Stanislav với kiếm và huân chương chữ thập sắt Romani. Ông lên hàm đại tá, xuất ngũ ở tuổi 60 và hưởng một chế độ trợ cấp ít ỏi. Gia đình có ba người con trai và đều lo lắng cho tương lai. Vì thế, ông lên đường đi Paris để tìm kiếm việc làm thêm. Tại một buổi gặp gỡ, ông làm quen với giám đốc công ty vận tải biển của Anh, ông Joseph Bruce Ismay, và được ông này giới thiệu làm thủ quỹ trên chiếc tàu chở khách nuôi đóng Titanic của hãng The White Star Line. Hành khách của tàu Titanic mang lên tàu một khối lượng tiền của rất lớn và phải làm thế nào để tiền từ túi hành khách chuyển sang két của con tàu. Để làm điều này, các quán bar, nhà hàng và sòng bạc làm việc suốt ngày đêm. Ngày hành trình thứ 5, Titanic đi vào vùng biển Newfoundland. Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, tàu Titanic đã chạy với vận tốc tối đa. Trong khu vực này có rất nhiều núi băng và tàu đã không thể chuyển hướng khẩn cấp để tránh va chạm. Điều đó là quan trọng nhất và thuyền trưởng đã không chú ý tới những lời cảnh báo để cứu con tàu của mình. Trong câu chuyện này có rất nhiều câu giá như thuyền trưởng chú ý tới các tín hiệu cảnh báo giảm tốc độ hoặc thay đổi hành trình, giá như chỉ huy trên con tàu có kinh nghiệm về việc điều khiển một chiếc tàu khổng lồ, và giá như thủy thủ trực có ống nhòm. Tất cả những quan trắc viên đều bị thu hồi ống nhòm để hiệu chỉnh, và khi không có thiết bị hiện đại thì trước mắt tất cả đều phẳng lặng. Hai mươi ba giờ ba mươi chín phút, nhân viên gác phát hiện một khối băng lớn phía trước. Sau 37 giây, Titanic đâm vào núi băng.